Không có nguồn vốn để làm ăn, cảnh nghèo khó đeo bám gia đình bà Lê Thị Dành gần nửa đời người. 3 năm trước, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền vay 20 triệu đồng đã giúp cho gia đình có nguồn vốn tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Mái nhà khang trang từng là ước mơ, nay đã dần hiện hữu. Nhờ mình nuôi ếch, rồi cũng nhờ mình nuôi cá, rồi cũng nhờ mà cái nguồn vốn của mà địa phương của nhà nước đi. Rồi hỗ trợ cho mình, đặng mình có cái số vốn. Năm nay tôi làm được cái nhà, tôi cũng mừng quá chừng mừng luôn. Còn đối với gia đình ông Nguyễn Minh Trí, nguồn vốn chính sách như một điểm tựa giúp gia đình ông thoát khỏi cảnh nghèo khó. Mạnh dạn cải tạo một công đất vườn tạp để trồng hơn 250 gốc mít, kết hợp đào ao nuôi cá. Ngôi nhà cấp 4 khang trang là minh chứng cho quá trình sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước. Mình phải làm sao mới là phải chịu khó như thế nào, chứ còn mà nếu như mình sao y bản chánh mà cái tinh thần của mình mà không có cái quyết chí thì cũng khó mà thành công lắm. Tôi khẳng định thì tương lai nó sẽ khấm khá hơn nữa. Để công tác giảm nghèo hiệu quả và bền vững, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của chính những hộ nghèo, việc đề ra kế hoạch, định hướng cụ thể để giúp người dân làm kinh tế hiệu quả cũng đóng vai trò quan trọng. Đến tiếp cận từng hộ dân, rồi phải tập trung cùng dân hỗ trợ cho họ phân tích cho được là cái nguyên nhân vì sao mà họ rơi vào hoàn cảnh nghèo, thì mình sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho hộ dân tìm ra những cái giải pháp, có những cái chính sách hỗ trợ đối với từng đối tượng. Giai đoạn 2016-2020, huyện Tháp 10 có khoảng 3.000 hộ nghèo, đến nay đã có hơn 2.000 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 70%, là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ thoát nghèo cao nhất tỉnh. Với phương châm cho cần câu chứ không cho con cá, địa phương đã tạo động lực để người dân tự lực vươn lên, bước ra khỏi cảnh nghèo khó. Những kết quả trên cho thấy, nếu có sự hỗ trợ và định hướng kịp thời từ chính quyền địa phương, cộng với quyết tâm, thì bản thân mỗi người dân hoàn toàn có thể tự vươn lên thoát nghèo.